Hai cho anh em bảo anh sẽ lượng mình tờ lũ S98 giúp có trở lại bạn là trong cái video bán này thuộc kiểu 2 trong 1, tức là một nick nhưng mà nó có hai server. Cái nick này thì có hai server là server 71 và 84, thì mình cùng ngó các bạn ngó qua server 71 trước nhá. Và kim cương hiện tại thì đang còn 23.800 với mức vip 7, đây hiện tại cũng khá ngon khi mà chúng ta có đầy đủ bộ sậu hạt nhân Aenis tấn công Asuka phòng thủ Dulong. Và tất nhiên các võ sĩ còn lại là mang tiền đường hỗ trợ bao gồm cả Aenis, bất chấp nó đang là võ sĩ mới nhất nhiều của team. Đồ của ạc thì theo mình cũng không tồi lắm đâu. Hiện tại chúng ta đang có bộ bão tố 5 sao, ăn đây tương bất khuất 5 sao, đây là phong ấn 2 sao. Nhìn chung đây có thể gọi là ác phụ các bạn nhé, còn tí nữa ác chính ở server 84 sẽ ngon hơn khá nhiều đấy. Tuy nhiên thì các bạn nếu như mà bất quá thời gian thì chơi một nick thôi, tập trung vào nick bên kia, còn bên này thì các bạn gọi là tham khảo thêm rồi nhá, hoặc là để test đội hình các thứ nhá. Về cụm server thì mình thấy rằng cụm server 71 này là các ông ấy máu chiến hơn cũng như đông đảo hơn đấy, so với 84, nhưng không phải 84 là yếu hơn đâu các bạn nhá. Rồi ok, mình đang lướt khá nhanh thì đây là phụ thôi. Phụ cũng ngon phết đấy, đùa đâu. Hàng này mà chỉ có bán mỗi hàng này không thôi các bạn nhá. 500 nghìn thì 600 nghìn bao phí bay trong một nốt nhạc. Đấy, đấy tức là một mình hàng này thôi. Còn ạc bên kia chắc chắn ngon hơn rất là nhiều. Ok. Thôi chúng ta lướt qua ạc kia đi. Kia là server 84. Nó ngon hơn ở mọi mặt. Thật ra các bạn thực sự tiền nào của đấy ấy. Các bạn không thể nào mà có một số tiền rất là ít đòi ạc rất là ngon. Điều đấy là không thể nhé. Đây chúng ta server 84 level 122. Server 84 thì cách server 70 khoảng 1 năm, chính xác là hơn 1 năm. Ngày xưa là cứ khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng một chút là sẽ ra mắt server mới, bây giờ thì phải tầm 2 tháng các bạn ạ. Giai đoạn hiện tại có thể nói là giai đoạn nước rút, các bạn bắt đầu đang gấp rút tích lực để chuẩn bị cho event sinh nhật. Trong khi đó thì một số bạn thì lại đang đang gọi là không phải chuẩn bị nữa mà chạy luôn rồi khi mà đang có quá nhiều cái event ngon diễn ra. Ngon nhất đó chính là thằng Kyo, không phải Kyo Flame đang hiển thị trên màn hình mà là Kyo thập tứ ở trạng thái S-Max, con hạt nhân mới nhất tính cả phiên bản QQ Đài Loan hay Nhật Bản hiện tại luôn. Nói chung chơi trò này có nghĩa đua bot nó vẫn là một cảm giác gì đấy cực kỳ phấn khích các bạn ạ. 1 tháng thì có 1 đến 2 lần rồi mà, nên là lúc nó ra công nhận khó nhịn thật. Rồi ok, chúng ta đang có một cấp VIP cao hơn và lượng kim cương cũng nhiều hơn gấp rất nhiều lần. Chúng ta đang có 81k kim cương. Nick thì không hề có sự kiện quay về vì hàng được chăm chút rất đầy đủ. Đội hình thì cũng ngon hơn rất nhiều. Chúng ta có hạt nhân mới Kyo, hơi đáng tiếc một chút là chưa có hồn vũ khí, cho nên là các bạn sẽ cần phải toan tính một chút. Chính xác thì sự kiện hồn vũ khí sẽ có vào chiều ngày mai các bạn ạ, chiều ngày mai chứ không phải chiều hôm nay nhé, sau 4 giờ chiều ngày mai thì mới có. Vào 8 rưỡi sáng mai thì sẽ là kết thúc vòng quay. Ác này thì quay thì vòng 1 rồi, cho nên vòng 2 này thì tọa sơn quan hổ đấu thôi. Nhìn chung xem vừa 84 số lượng người chơi hiện nay kêu vòng 2 vẫn rất là đông đấy, xem về cũ khác là ít hơn nhiều. Ác này thì định hướng thì mình nghĩ rằng nếu như các bạn mà không nạp gói pack thì các bạn có thể lấy luôn hai hồn vũ khí cũng được. Đợt sau thì lấy hai vùng vũ khí nó cũng không quá đắt đâu, nó không vượt quá cái event tương đương nhiều lắm đâu, thì các bạn sẽ smack kill luôn. Nếu như nào gói pack thì mình lấy một cái thôi. Các võ sĩ còn lại trong team bao gồm Aenis, Asuka, Hikage chắc chắn sẽ là cái vị trí mà sắp tới các bạn phải cân nhắc thay thế cùng với cả Sermiloi và Yashiro luôn. Đây là bộ đôi cực kỳ mạnh cách đây mấy tháng nhưng bây giờ thì nó yếu hơn nhiều rồi. Các vị trí thay thế lần lượt sẽ là Isla sắp tới, Cula Bang, Omega Dugo, Vanessa và mây. Nhìn chung thì trong tương lai các bạn chỉ cần có tài nguyên, phân bổ tài nguyên đều ra thì võ sĩ mới không bao giờ có chuyện là không hấp dẫn đâu, càng ngày càng nhiều con ngon hơn. Mình soi bộ đồ hồn lực năm trước, về đây cái phần rất là quan trọng. Hiện nay thì đang sở hữu bộ đồ hồn lực năm phong ấn ở trạng thái 2 sao. Đây hồn lực năm theo mình đánh giá nó còn quan trọng hơn, à đâu không phải phong ấn 5 sao mà tọa thiền 2 sao. Theo mình nó còn quan trọng hơn cả phong ấn 3 sao hay là khô héo hay là xóa cừu, thậm chí bão tố 5 sao mình cũng không quan trọng bằng meditation tọa thiền. Bởi bão tố thì các bạn đánh nhiều lần nhưng mà toàn đánh trượt thì ăn thua gì, trong khi đấy tọa thiền đây nó đánh một lần thôi nhưng mà nó đánh phát trúng luôn. Hiện nay đang dành cho Aenis, các bạn có thể cân nhắc chuyển sang cho Asuka nhé,
đấy, đều được hết đấy, hai con thì chiếm chiếm nhau. Tình trạng bát môn của ARK hiện nay thì Kyo đang chờ hai hồ vũ khí nữa để lần đến tầng cao nhất. Sumilo thì đã qua lục môn rồi, các võ sĩ cũ thì thường là lục môn bao gồm Asuka. Như vậy ARK này có công thủ khá vẹn toàn đây. Vấn đề đó là tấn công tốt thì Ainz và Kyo hoàn toàn có thể làm những con tanker giúp cho team trụ được để cùng với Yashiro nhá. Đây chắc chắn sẽ là ARK có thứ hạng khá cao trong đấu trường, bất chấp cấp VIP của nó nhìn chung là sẽ không. Tầm này mở server 84 này cũng chơi lâu lắm rồi mà bạn thì vẫn VIP 2 số, nên là vẫn VIP 1 số, chứng tỏ là ARK chơi cũng rất là nông dân đấy các bạn. Nhưng mà top chắc chắn là nó không ở trạng thái nông dân đâu. Mình đang lướt nhanh qua một số cái tính năng khác như là run phím chip tinh tú hồn được lăng, tinh tú kỹ thuật nest vân vân và mây mây. Ok, chúng ta lượn rất nhanh. Hiện nay thì các bộ đồ thì thường chỉ full cho được khoảng hơn hai võ sĩ một chút thôi. Đấy, rồi hạng 66 đấu trường, lực chiến chúng ta sẽ xem hạng đấu trường bao nhiêu nhá, chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều đấy. Mình cùng lướt nhanh qua một tí nào. Asuka như vậy đang để hàng sau, Ainz và Kyo hàng trước, mình sẽ để Hikage ở giữa ấy, để tránh bị ăn sát tướng Lan. Đâu rồi, hơi hơi lag một chút. Đây các bạn ạ, nó sẽ đỡ bị ăn sát tướng Lan, đồng minh nó đỡ khổ đi. Yashiro đang để hàng sau, khá dị đây. Chúng ta sẽ còn xem cái gì cần tinh chỉnh một chút nữa. Tổng lực chiến hiện nay thì đang dành nhiều nhất cho Ainz, sau đó là Asuka. Mình thấy rằng nên dành cho Asuka nhiều hơn. Mình sẽ đổi một chút các bạn nhé, để cho Asuka nó chém có chất lượng hơn. Ainz sẽ cho cầm khô héo đi. Rồi, thật ra Ainz cầm phong ấn tốt hơn nhiều các bạn ạ. Kyo cầm phong ấn khi mà Kyo là có đồ tí các bạn nhé, nhưng Kyo chưa có đồ như này thủ thuần thôi. Tổng lực chiến hiện nay đang là hơn 7 triệu. Mình tin rằng với cái ạc chỉ có hơn 1 triệu như này thôi, giá ạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 1,3 triệu. Bạn nào mua ạc thì liên hệ mình cho số điện thoại bên dưới phần mô tả video nhé. Thì đây chắc chắn sẽ là một ạc cực kỳ hời cho các bạn. Thông thường thì với cái số tiền đấy thì các bạn chỉ nhạp lạp ở server mới ấy, nhỉnh hơn VIP 5 một chút thôi. Mà lượng kim cương cũng không thể nhiều như này đâu. Không thì đây đây là VIP 8 và lượng kim cương thì cực kỳ dồi dào. Ở thời điểm sinh nhật thì mình nghĩ rằng đội hình hiện tại không có quan trọng. Các bạn có nhiều kim cương thì các bạn sẽ dễ dàng có cơ hội bật top cao hơn. Đặc biệt là mình thấy thật ra là ạc này, theo mình nhé, nhiều bạn đang đánh giá là 105 tệ, nhưng mình nghĩ thật đấy, những người mà không hiểu gì về tọa thiền, cái tọa thiền 2 sao mình nói là tốt hơn bão tố 5 sao, nhiều bạn nghi ngờ ấy. Các bạn đang xem trận đấu các bạn sẽ thấy để đội bạn thì mình hy vọng là họ sẽ có bão tố 5 sao để bên mình có cái cơ hội gọi là show được cái sức mạnh đúng không? Rồi mình refresh rồi. Ok, hạng 47 đánh như thế nào bao nhiêu? Ông nào phải có hợp tác nhiều nhiều tí đấm nó mới sướng. Mình sẽ đấm với bạn hơn 10% lực chiến này nhá, khoảng 10% lực chiến. Rafa 84 thì gộp với 82, mình nhớ không nhầm là cả 81, 83 nữa, 4 server cộng mình gộp lại với nhau. Phần thưởng gia tăng, mức độ cạnh tranh tất nhiên cũng khốc liệt hơn. Hạng 4x này thì bằng hạng 1x ngày xưa. Còn đánh lên khu vực 2x thì bằng 0x ngày xưa đấy các bạn. Thưởng là tương đương đấy. Rồi, Feta đang là người hơn Huy. Tọa thiền thì mình đang để dành cho Asuka. Lên Yuumi đối phương sẽ chết rất là nhanh. Thật ra kể ra đôi bạn mà có hai con võ sĩ hợp tác thì cái sức mạnh của Asuka, Feta nó sẽ càng được thể hiện rõ ràng hơn. Như này thể hiện là hơi kém. Bên đội bạn có điểm gì khiến có cơ hội thắng được Feta? Thì mình nghĩ rằng duy nhất là con Yuumi khống chế thôi. Còn Kyo thì tầm này bảo là sát thương bùng nổ thì chưa. Chít hỏa thì đã hết thời rồi. Sơ mi vẫn gây ra sự khó chịu, nhưng chỉ là khó chịu về hiệu ứng chứ sát thương là không có. Chít hỏa thì hết thời lâu rồi, hết thời lâu lắm rồi. Ainz có lẽ vẫn là cái vị trí mà xếp số 2 đằng sau Yuumi, tạo nên sự khác bọt của đội bạn. Rồi, rất nhiều sự khó chịu tới từ Yuumi đúng không các bạn? Rồi đấy là cái con khó chịu nhất. Thế nên Asuka chỉ cần cố gắng chém chết con Yuumi là Feta sẽ làm lên được rất nhiều chuyện. Đây là Yuumi, mình không check được là có hồn khí hay chưa, khả năng là có hồn khí rồi. Cái đóng băng của Yuumi ở nội tại nó gần như là một cái chuyển hóa công thủ,
gần như là cướp lượt của đối phương, khi mà cái khả năng đóng băng nó gần như là toàn bộ đội hình địch thủ, rất khó chịu đúng không các bạn? Sau này cũng có một võ sĩ đóng băng gây khó chịu tương tự như thế, chính là Cula Băng, thứ mà mình cũng hay khuyên các bạn là nên cân nhắc sở hữu, nó rất mạnh về mặt khống chế luôn. Tuy nhiên cái cơ chế sử dụng của nó lại khác một chút so với Yumi các bạn nhé. Hai con có thể kết hợp được với nhau. Về định hướng cho arc PK Quy Thanh này thì theo mình cái vị trí thay thế thì các bạn nên kiếm một con tanker đấy, để thay thế cho cái vị trí của Yashiro. Các bạn có thể chơi Cula cũng được, đấy là một con tanker các bạn có thể, à một con kỹ nhưng có thể chuyển hóa thành tanh nhé. Đấy, có thể đấy là một sự lựa chọn không tồi đâu. Isla ở vòng tới thì cũng là một sự lựa chọn khá hay, nếu như thay Yashiro thì lại tuyệt luôn vì nó cùng có cái vai trò giảm công. Đấy, có điều thì mình không ưa thích lắm về cái bộ kỹ năng cũng như là ngoại hình của con Isla, nên là mình khuyên các bạn nào có cái gì nhỉ, ý kiến thái độ về mặt ngoại hình về bên ngoài thì cũng cân nhắc nha. Còn về mặt chất lượng thì mình cũng chưa được kiểm chứng ở server quốc tế, nhưng ở các server khác Isla hoàn toàn tạo ra được cái sức ảnh hưởng. Mình lấy ví dụ cụ thể ở trong arc của lão Quy Thanh này là chơi được, khi mà team chưa có một con nào tạo sàn, là nếu như mà thay Yashiro đi thì chưa thì rất là hợp lý luôn. Kyo đấy, bạn nói như đấm giáp phết đấy. Đây là lượt thứ 5 rồi, Asuka chém đây. Bằng một cách nào đó đội bạn vẫn né được, khá hên cho đội đội bạn kêu. Thằng Anis đội bạn chuẩn bị chết bây giờ các bạn. Nó nhận được khá nhiều lần mệnh chí tử từ việc võ sĩ Feta là hồi sinh. Lợi thế đang nghiêng về Feta khi đội bạn đã mất người rồi. Anis chọc khá yếu do đang bị dính cái ám của hồn lực 5D view phe tay. Rồi, Semiloy hồi sinh thì đồng nghĩa với việc là Anis tụi bạn lại có thêm lần vị trí tư. Có điều không sao đâu các bạn, Asuka nó chém lan sang đằng sau, nên là hội đằng sau vẫn sẽ ăn tin bay đạn lạc thôi. Với việc không có hồn vũ khí thì Kyo sẽ không phát huy được sức mạnh tối cường. Ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại nó không có cái truy kích. Đấy. Rồi lần này thì không trượt rồi, chết một mả luôn. Thanh máu của đối phương các bạn nhìn tụt một cách ghê gớm và chắc chắn chưa dừng lại ở đấy đâu. Mình nghĩ rằng chắc lượt 7, hết lượt 7 là Yumi có cơ hội làm xuống. Yumi là con gây băng của đối phương ấy. Ở cái top mình nghĩ rằng 4x này thì số lượng người chơi có lực để chơi tọa thiền được không không nhiều đâu, rất là hiếm đấy. Đây là một trong những hiếm hoi ấy. Bù lại thì những cái hồn lực 5 cũ của arc này lại khá yếu. Thôi, các bạn chọn hồn lực 5 mới hay là chọn hồn lực 5 cũ hơn? Mình cay hồn lực 5 cũ lắm đấy các bạn ạ. À. Ôi, lấy một đống có dùng đâu. Tọa thiền của mình cũng là 3 sao thôi mà. Đầy hồn lực 5 sao mình vứt đi mình dùng 3 sao. Hiệu quả các bạn, hiệu quả hơn hẳn luôn. Chỉ Asuka các bạn bảo nó chém như thế này thì ai mà đỡ được. Thế, phải giết cho Asuka chứ. Bằng đó hồn lực 5 tọa thiền thôi, Iori thôi. Sau này là Kula và Omega Google thôi. Đấy. Nói như thế để các bạn thấy rằng lục con Kula này, à con Asuka này vẫn còn dùng được khá lâu ấy. Ở bên server Đài Loan hiện nay vẫn còn đang dùng Asuka. Top dùng ở mầm luôn, bất chấp là người ta ra hồn lực làm sớm hơn hẳn so với bên server quốc tế. Rồi một pha highlight của Chít Hỏa đội bạn. Thằng Chít Hỏa cũng là một thằng theo mình khá là ảo diệu. Nó đã từng có thời kỳ là không võ sĩ không thể thiếu, nên bây giờ thì nó khá phập phồng. Thi thoảng lại tạo một highlight, còn đâu thì u ám cả trận đấu luôn. Hai tiếng Anh tức là cao ấy đúng không ạ? Light thì ánh sáng, kiểu highlight đại loại là những cú đánh cực kỳ ấn tượng, ánh sáng cao độ.
Rồi, lượt 8 rồi. Để xem hết lượt này thì sang lượt 9 nhỉ. Bên mình có giết được Asuka không? À Yumi không? Yumi sống lâu quá. Đấy, đây là truy kích các bạn này. Số lần mệnh chí tử của Anis Feta cũng chả kém gì đội bạn đâu. Hai bên thật ra là đang ở trong cái trạng thái server vừa vừa. Đội hình của cả hai bên thì đều chưa hoàn thiện ở nhiều vị trí. Tức là trong 6 con thì kiểu gì có một hoặc hai con yếu điểm. Đấy. Hoặc là công yếu hoặc là thủ yếu. Tức là rất là dễ chết. Đó là miếng mồi búp miệng chí tử cho Anis. Thế nên là những cái server như này mình không bao giờ có ý định khuyên các bạn thay thế đi Anis. Về mặt hiệu ứng hay là giải hiệu ứng, Anis vẫn ngon. Tấn công cũng ngon và phòng thủ thì cực ngon. Mình chưa tìm được bất kỳ một cái cớ gì để mà thay thế Anis. Rồi. Băng của Yumi đã cứu team, cứu đội bạn rất nhiều lần bằng cách đó là đóng băng địch thủ thôi. Rất khó chịu các bạn ạ. 5 con thì họ họ băng 4 con. Chơi game dễ thật. Nếu như giả sử đội bạn mà có Yuumi ở trạng thái S-Max thì ở lượt đánh này Anis với Feta đã bay màu rồi. 9 tầng băng này, thừa bay này. Rồi, một pha chém không tồi đâu. Số lần mệnh chí tử của Anis đội bạn tụt về 2 lần. Trận đấu có diễn ra theo phong cách khá chậm chạp. Lượng sát thương của bạn Rafa là không hề tồi lắm đâu nhé. Họ không có Asuka nên là không chém một phát tụt cả thanh máu được, nhưng mà họ đánh khá nhiều lần mà cũng khó chịu đấy. Họ còn có thêm đấy, cuối cùng giết được Yuumi rồi. Họ còn có thêm một con Yuumi nó rất là vựa các bạn. Đánh nhau với nó rất dễ gây ức chế. Áo nó chơi chói thẳng chặt cái khỉ lại, nên là thật ra Asuka nếu may mắn hơn thì hoàn toàn để dứt điểm được Yuumi đội bạn từ trước lượt 10. Không ảo thế mà thua được, ảo ghê. Áo thể tin nổi trận này thua được thằng kêu đội bạn để chém thấm ghê nhỉ. Ao thế em thua được. Thôi em mình không đánh thêm nữa đâu, clip cũng khá dài rồi. Dù kể cả hạng 4X nhưng với bộ đồ ngon như này, S-Mark Kyo tốt như này, tọa thiền ngon như thế này, thì mình tin chắc chắn rằng cái giá 1 triệu 3 vẫn là một cái giá vô cùng hời cho các anh em nào không có nhiều điều kiện gọi là làm cấp vị cao, hoặc là cũng không muốn bỏ nhiều thời gian ra để cày cuốc lại server mới. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Bạn nào qua thì liên hệ mình theo số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé.